Yo, hello anh em, chào mừng quay trở lại với Tháp Mobile Games. Hôm nay chúng ta sẽ làm video về phiên bản Sun Heung-min mới nhất ở trong cái Match Pass. Anh em đang có một cái thời gian giảm giá và cái giá là rất tốt để anh em có thể sở hữu thêm một phiên bản của Sun Heung-min với anh em nào mà chưa có Sun Heung-min nhá. Thì cái video lần này thì mình cũng sẽ thay đổi một chút về cách làm, đương nhiên là những cái cơ bản. Về cái phần sâu chỉ số cho anh em thì vẫn có Sun Heung-min trong phiên bản lần này, để mà so sánh với những cái phiên bản đã từng xuất hiện, có những cái phiên bản chỉ số rất cao, những cái phiên bản gần đây nhất này, hay là những cái phiên bản của Play of the Week, thì chúng ta cũng có được những cái lợi thế của Sun Heung-min là khả năng về dứt điểm, về tốc độ, về khả năng chạy chỗ và truyền trọt một chút gì đó. Thì trong cái mùa năm nay chắc chắn là Sun Heung-min đang là một trong những cái vị trí mà được nâng cấp lên về cái lối chơi là rất rõ ràng, và anh em chơi Sun Heung-min còn nhiều hơn và đem lại một cái cảm giác nó còn tốt hơn nữa. Thì hiện tại mình đang ở cái rank là Division 4, chuẩn bị lên Division 3. Mình sẽ cố gắng là lên cao nhất có thể để có những cái video về cầu thủ chất lượng hơn. Đây là cái trận đấu mà chúng ta sẽ test tiếp tục với Sun Heung-min ở vị trí CF lệch trái cùng với đối thủ là rank 5. Như anh em thấy ở đây, thì đây là cái chiến thuật mà mình đang sử dụng. Thêm một cái nữa đó chính là mình đã đá cái team event cùng với tuyển Hàn Quốc. Sun Heung-min đóng vai trò là một cái mũi nhọn tấn công cũng cực kỳ ấn tượng khi đá vị trí một tiền đạo trong sơ đồ 4-3-3 cùng với cái tuyển Hàn Quốc đó, đem lại cho mình rất nhiều những cái lối chơi thoáng, và một mình Sun Heung-min cũng có thể là kéo cả team lên. Trận đấu này chúng ta sẽ tập trung hơn nhiều vào những cái highlight dành cho Sun Heung-min. Cụ thể hơn, Sun Heung-min trong mùa năm nay vẫn đá hai chân là cực kỳ tốt. Thêm vào đó là khả năng dứt điểm là ổn định hơn và có những cái pha dê dắt nó là chắc chắn. Thân hình, thể hình nó là tốt với một cầu thủ châu Á. Anh em cũng sẽ có cái lối chơi phản công là rõ ràng, hoặc là chơi possession game, kiểm soát bóng cũng rất ok cùng với Sun Heung-min. Điểm mạnh ở cái phiên bản như thế này đó chính là về chỉ số được nâng cấp hơn so với thẻ B, thẻ Standard, không rõ lắm, phải đọc Standard đi. Và thêm một cái nữa đó chính là cái Play of the Week thì chỉ số hơn, thế nhưng mà không add được thêm skill, nên là chúng ta sẽ có những cái lợi thế ở những cái bản như thế này, là cái điểm add thêm skill này, những cái điểm về finishing, hoặc anh em có thể tự nâng skill, tự nâng chỉ số riêng của anh em. Sun Heung-min lợi thế hơn đó chính là khả năng dứt điểm ngoài vòng cấm của Sun Heung-min trong những cái mùa gần đây nó đang rất tốt, và khi anh em đá vị trí tiền đạo cắm cùng với Sun Heung-min, điều đó còn thể hiện dễ hơn, tốt hơn nữa. Khi mà trong cái mùa năm nay cái cách mà điều chỉnh đá cứa lòng nó sẽ gặp khó khăn, thì Sun Heung-min là một trong những cầu thủ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cái điều như vậy. Khả năng bứt tốc của Sun Heung-min cũng ấn tượng. Tuy nhiên khi đá vị trí CF thì lối chơi của Sun Heung-min sẽ lùi sâu làm bóng nhiều hơn, và khi đá ở LWF thì cũng sẽ có những cái lợi thế về khả năng bứt tốc cùng với cái style là prolific winger. Đã có cái phiên bản GoPoster của Sun Heung-min rồi, đó chính là phiên bản Play the Week. Tuy nhiên thì mình không có bản đó. Anh em nào có bản đó thì hãy comment phía dưới cái cách chơi, cách di chuyển của Sun Heung-min có phải là chạy chỗ nhiều hơn vào vòng cấm không, hay là giống với cái lối đá mình đang đá hiện tại, với một Sun Heung-min đá lùi sâu hơn, đứng sâu hơn khá nhiều. Lùi sâu hơn khá nhiều so với những GoPoster khá là rõ ràng rồi. Đây, một tình huống mà Son đứng rất là sâu để có thể làm bóng. Những cái pha 3-1-1-2 cùng với Sun Heung-min là đơn giản. Pha thoát xuống thì cũng là rất nhanh cùng với Sun Heung-min. Rất là bình tĩnh khi đối mặt với thủ môn, và anh em thấy là chúng ta dễ dàng có thể có một pha cứa lòng, không gặp bất kỳ một sự khó khăn nào. Khả năng đánh đầu của Sun Heung-min thì trong bản lần này mình thấy là cũng tạm được thôi. Không hẳn là một cầu thủ mà chuyên gia đánh đầu, thì anh em có thể add thêm skill heading với những cái phiên bản như thế này dành cho Sun Heung-min. Chúng ta sẽ có thêm một cái sự lựa chọn khi dứt điểm. Chiều cao thì cũng ấn tượng so với một người châu Á, và so với một vài ông tiền đạo châu Âu thì Son có thể hình cũng rất là tốt, chuyền tốt sang cánh. Khi đá vị trí CF như thế này, anh em sẽ có những cái chiến thuật như là 4-3-3, hoặc là Sun Heung-min 4-3-3, hoặc là 4-3-1-2 như mình đang đá ở đây. Và anh em thấy rõ ràng là cái pha phối hợp của chúng ta thực sự là mượt mà, khi mà khả năng cứa lòng của Sun Heung-min nó là quá tốt. Double tut một chạm cũng là hợp lý và ổn định, rất tốt đây. Double tut và cứa lòng cực kỳ phiêu. Và đó cũng là cái video mình đánh giá nhanh về phiên bản Sun Heung-min lần này của chúng ta với cái Match Pass đang giảm giá. Anh em hãy nhanh tay lụm ngay cái Match Pass này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Peace.